Ở lèo thường 1 triệu đồng, Đô Nguyễn Văn Trường của Từ Sơn, khố đỏ đá nhớ thắng. Đô Nguyễn Văn Tuấn, Vĩnh Phúc, khố xanh theo. Mời đô vào tới. Hai đô xe đài. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị trận đấu bắt đầu. Ban tổ chức kéo cho cái thảm ạ. Hiện nay ở giải nhất Đô Tấn Tất Dự đang nhất thắng, chưa có sân nào vào theo. Xin mời các sân cử các đô vào theo giải nhất chọn. Trận đấu tiếp tục. Yêu cầu trọng tài chỉnh lại trang phục cho đô khố đỏ. Trận đấu tiếp tục.
Mai Đô và Thiết Sơn. Về cân kilo nhưng mà Đô Tấn của Bắc Giang thi đấu với Phúc thi đấu rất là hay. Nhắc đô khố đỏ không được là nóm đuôi khố. Nhất còn giải nhất hiện nay đô Cấn Tất Dự của Hà Nội đã nhất thắng đô Lê Văn Hải của Bộ Công an theo 12 đô chuẩn bị trang phục để thi đấu. Trang vật đã xong. Xin mời hai đô và giữa sới chúng tôi công bố kết quả trận thi đấu ở trận thứ hai của lèo 1 triệu đồng. Đô Nguyễn Văn Trường của Từ Sơn đã toàn thắng. Mời ban tổ chức vào trao phần.